Tùng đâu mà mua măng cho vợ đi. Đây là cây măng tây nó đang ra cái cây mới, măng mới đây. Đây cây này là chuẩn bị cho ra vườn trồng nữa nè. Đang phải tỉa hết những cái. Nó ra măng liên tục nhé. Đây như cái cành này là nó ra măng được khoảng mấy ngày rồi đây. Trong này mình phải cắm que nhé, cọc để cho nó buộc nó vào cho thẳng đứng như này nên. Vâng, em bán cây giống. Đây là em đang quay cây giống đây. Cây giống này khá là cao nhé. Đổi măng ra, tức là nó mọc thêm cái măng mới được khoảng 4-5 măng rồi. Tức là cứ cái măng tiếp theo lại cao thêm cái hơn đấy. Cái măng đầu tiên, cái cây đầu tiên nó thấp này, xong cái măng tiếp theo lại cao thêm một đoạn, măng tiếp theo cao thêm một đoạn nên nó cứ đổi vài lần như thế thì cây rất là cao lên. Cây này là măng Thái nhé, măng xanh của Thái Lan. Mình thấy các bạn không tìm hiểu thì cứ ra ngoài quán mua chẳng biết măng gì mà rất là đắt. Loại măng này khi loại một của nó rất là to đấy, loại một nó to hơn trên cái cơ. Đây măng lên liên tục. Cái chỗ này nó không có cây thì nhìn rõ hơn. Măng lên liên tục nhé, cái này xong lại cái này luôn. Nó lên liên tục thì nó cây nó lớn nhanh ấy. Nào gãy một cây măng rồi. Măng này nó rất là giòn. Măng này ăn sống được nhá, nó ngọt nhưng mà mình phải thu hoạch trước lúc mặt trời mọc. Mặt trời nó mọc lên một cái là nó hay bị chát. Đắng lắm nhá, không phải là đắng. Nó chỉ hơi chát thôi. Nó không còn độ ngọt của nó nữa. Các bạn thu hoạch là chú ý là trước khi mặt trời mọc. Cây này nó khá là cao, cao khoảng 35-40 phân rồi nhưng mà nó nằm đỏ thôi. Phải có cái que cắm thì mình không cắm que.
bạn trồng măng tây thấy nó lớn rất là nhanh ấy. Buổi tối mà thấy nó bằng nó nhú nhú khỏi mặt đất khoảng 1 phân chẳng hạn, thì đến sáng nó đã khoảng độ 15 phân rồi, lớn rất là nhanh. Đây mình lấy một cây cho các bạn xem. Đây là mình gieo hại hạt đây là mình gieo hai hạt ở cùng một bầu nhé, trồng thành hai cây luôn một khóm. Rồi này mình gieo khoảng được tháng rưỡi rồi, chuẩn bị cho ra trồng rồi. Nó đổi măng lên là 4-5 cái măng đấy, tức là đổi 4-5 lần rồi. Cây khá là to, cao khoảng 30-40 phân rồi. Chào mọi người, ở đây cho anh em xem cây gì nhỉ? cây mâm xôi. Đây mình đang gieo măng mới đây, rất là nhiều. Đây cây mâm xôi đây. Đây là cây mâm xôi vàng nhé. Cao hơn 20 phân mất rồi. Cây giống mà cao tận 20 phân rồi. Còn đây là mâm xôi đen. Mâm xôi đen nhiều bạn thì thích chưa? Thích nó lại nhiều tán cơ. Tức là lúc nào mà cây nó bị gãy ấy. Cây nó gãy ngọn cái nó ra nhiều tán ngay. Đây như cây này đây. Chỗ này là bị gãy ngọn nên nó ra hai nhánh mới. Còn nếu mà không gãy ngọn nó rất là cao ấy, nó cứ đâm thẳng thôi. Đây là mâm xôi đen nhé, cây nó khác hoàn toàn so với mâm xôi đỏ và vàng. Cái loại mâm xôi đen này chỉ là thân gỗ, rất là cứng. Đây không phải thân gỗ, chắc là thân thảo thôi, nhưng mà là ý là cây nó cứng hơn so với hai loại còn hai giống còn lại. Đây cây to cao thế này, cây to cao thế này có 50.000 một chậu. Ngày xưa mà mình có tiền mình chưa có trồng cái cây này ấy, một cây như thế này cũng phải 150 một cây ấy. Bây giờ chắc họ không bán vậy, nhưng mà mình bán có 50 thôi. Nhưng anh bây giờ có khoảng 7 giống rồi. Đây là bạch tuyết nhé. Bạch tuyết thì đang làm giống cho cái cô Diệp Hồng này. Nên là đang chờ viên nén về để chiết ngó đây. Rất là nhiều. Bò nhiều lắm rồi. Tuyết này vẫn còn ra hoa cơ. Ngó bây giờ anh bắt đầu anh mới làm. Bây giờ chắc ngó đầu tiên có thì chắc là bạch tuyết và Hà Lan hoa đỏ thôi. Hai loại này là ra sớm nhất. Đây. Có bạch tuyết. Bạch tuyết ra sớm nhất. Vì đang rất là nhiều ngó. Dâu có ngó bán như thế nào, ý là bạn là sao nhỉ? Dâu có ngó hay là ngó của cây dâu hay là thế nào? Đây mình vẫn còn mấy quả dâu tây cho trẻ con ăn này. Đây là Nhật Iceberry. Khá là đẹp.
trồng thử mấy cây mình thấy nó rất là đẹp nhé. Năm nay có nhiều giống Nhật mới, giống dâu mới nên là các bạn chịu khó sưu tầm về mà chơi. Rồi ok. Rồi, mình mông chậu đang chuẩn bị chờ cây về trồng. Thôi nhé, chào mọi người.